Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 có chủ đề người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ. Trong 6 tháng đầu năm, công tác người cao tuổi được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm với việc ban hành chủ trương chính sách, pháp luật và hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ toàn diện. Nằm trong các hoạt động thể hiện lòng yêu kính đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi ảnh đẹp người cao tuổi năm 2023. Thời gian tổ chức cuộc thi là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thời gian trao giải dự kiến vào dịp ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 2023. Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, hội viên hội người cao tuổi đang sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh. Người cao tuổi trong ảnh dự thi có độ tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên cả nam và nữ. Nội dung tác phẩm dự thi thể hiện những nét đẹp trong đời sống hàng ngày, sinh hoạt trong gia đình của người cao tuổi. Tác phẩm cần thể hiện hình ảnh trong gia đình dòng họ và cộng đồng xã hội quan tâm phụng dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người cao tuổi. Hình ảnh người cao tuổi rèn luyện sức khỏe tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia hoạt động phong trào và cộng đồng, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương.